Sau 5 tháng rời xa sân khấu, các thành viên đoàn xiếc thuộc nhà hát nghệ thuật Phương Nam đã có buổi diễn online đầu tiên trong sự nghiệp. Không tiếng vỗ tay, không lời hô hào cổ vũ, tất cả chỉ diễn ra lặng lẽ qua màn hình. Vậy nhưng, với tất cả niềm đam mê, các diễn viên vẫn hết mình với từng màn trình diễn. Sau buổi biểu diễn trực tuyến ấy, mọi thứ lại quay trở lại với nhịp sống thường nhật, có mặt từ sớm tại rạp xiếc công viên gia đình để tập luyện. Chị Nguyễn Phương Đông, thành viên đoàn xiếc tâm sự, trong 15 năm sự nghiệp thì đây là lần đầu tiên chị rời xa ánh đèn sân khấu lâu đến vậy. Việc ngừng diễn trong thời gian dài khiến cơ thể chị bị cứng lại và không còn dẻo dai như xưa. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải cái dịch như thế này đó. Khó khăn thì tất cả mọi người đều khó khăn chung mà. Là xiếc những khó khăn đó tại vì biểu diễn là cần có khán giả. Mà dịch như thế này thì khán giả không thể đến rạp xiếc được. Thì bây giờ khó khăn chung thì bọn mình cũng hàng ngày lên đây tập luyện để giữ sức khỏe, duy trì công việc nữa. Nếu mà khi nào mà dịch ổn định thì bọn mình lại tiếp tục biểu diễn. Thì ngày trước là Đông rất là bận rộn, sáng đi tập, chiều đi diễn. Còn bây giờ chỉ có ở nhà thôi thì rất là buồn, rất là nhớ khán giả, mong được đến sân khấu để biểu diễn, làm việc, gặp mọi người nữa. Nói chung là đứng trên sân khấu mà không khán giả thì cũng phải là cũng hơi buồn, nhưng mà nói chung là mới quay lại trở lại thì được diễn thì cũng đã là vui rồi, đứng trước ánh đèn đã là vui rồi. Mở cửa cùng lúc với rạp xiếc công viên gia đình, nhiều diễn viên múa rối nước, họa sĩ, nhân viên của nhà hát nghệ thuật Phương Nam cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Dù đã bắt đầu hoạt động lại, nhưng nhà hát múa rối lại bị thiếu hụt nhiều nhân sự, có nhân viên bị F0, có người lại mắc kẹt ở quê chưa thể lên. Để kịp chuẩn bị cho vở diễn sắp ra mắt, diễn viên nhà hát phải làm việc hết công suất, vừa tập luyện cho vở diễn, vừa phải làm tạo hình rối, chế tác nhân vật. Để gồng gánh rạp xiếc vượt qua những ngày khó khăn, nhà hát nghệ thuật Phương Nam đã giữ lại 3 tháng lương của các diễn viên, đồng thời giảm 30% lương các tháng sau và phải đợi đến ngày rạp xiếc có doanh thu trở lại mới có thể tất toán. Thế nhưng, dẫu có khó khăn, các diễn viên đoàn xiếc vẫn quyết tâm gắn bó với nghề, với ánh đèn sân khấu. Họ mong chờ dữ lắm, họ mong chờ dữ lắm. Có những người họ còn nằm mơ đang đứng trên sân khấu cơ. Thế nhưng mà cái thời điểm dịch thì phải chấp nhận thôi. Thì các bạn hiện tại các bạn vẫn tiến hành tập, nhưng mà chỉ tập những cái mục đơn, đôi, không tập trung đông người. Và chúng tôi chia cái giờ tập ra, ví dụ giờ này là cái tiết mục này tập, thì giờ sau tiết mục khác tập. Và sau khi tập buổi chiều tối là chúng tôi đều phải phun xịt khử khuẩn toàn bộ cái rạp này. Nếu mà nói về anh em diễn viên nghệ sĩ xiếc thì nói chung họ tập thường xuyên vẫn tốt hơn là nghỉ 3-4 tháng trời rồi mới quay lại tập, thì lúc đó cái kỹ năng nó lại phải tập lại gần như từ đầu. Cái ngành xiếc thì nó giống gần như là cái văn ôn võ luyện, ngày nào cũng tập thì rất tốt, hoặc là biểu diễn thường xuyên rất tốt. Thế nhưng mà khi mà cái sự tập luyện nó được bị ngưng trệ, hoặc là nó bị cái lý do gì đó mà không biểu diễn được đi, thì gần như các bạn lại gần như lại phải tập lại từ đầu. Cho đó là một rất vất vả đối với cả nghệ sĩ xiếc. Với các nghệ sĩ, diễn viên ngành múa rối xiếc, sự trở lại lần này sẽ rất khó khăn khi thành phố vẫn đang trong tình trạng dịch bệnh nhiều diễn biến khó lường. Thế nhưng cho dù khó khăn đến mấy, họ vẫn quyết tâm gắn bó với ánh đèn sân khấu, với cái nghề mà họ đã lựa chọn.